chủ xe sang VF9 được hưởng đặc quyền chưa từng có tiền lệ. Từ ngày 1 tháng 6, VinFast áp dụng chính sách chăm sóc khách hàng đặc biệt dành riêng cho dòng xe cao cấp nhất giải sản phẩm VF9. Chủ sở hữu xe VF9 sẽ được hưởng đặc quyền chuyển đổi sang xe mới với chi phí vô cùng hấp dẫn theo đó. Kể từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2025, tất cả chủ sở hữu xe VF9 sẽ được hưởng đặc quyền chuyển đổi sang xe mới với chi phí vô cùng hấp dẫn. Khách hàng chỉ phải trả thêm 15% giá xe mới cho các xe đã qua sử dụng 18 tháng và 20% giá xe mới cho các xe đã qua sử dụng 24 tháng để được đổi sang một chiếc xe VF9 hoàn toàn mới. Nếu đổi từ xe thuê pin sang xe kèm pin, từ phiên bản thấp lên phiên bản cao hoặc thêm trang bị, tính năng tùy chọn, option, khách hàng sẽ chi trả thêm phần chênh lệch theo giá trị thực tế tại thời điểm đổi. Thời hạn đăng ký tham gia chương trình đổi xe VF9 mới là từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 8. Ngoài ra, kể từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027, tất cả khách hàng mua xe VF9 sẽ được VinFast cam kết mua lại xe sau 24 tháng sử dụng với giá tương đương 78% giá ban đầu, sau 36 tháng sử dụng với giá bằng 70% giá ban đầu. Điều kiện áp dụng cho chính sách đổi xe VF9 mới và mua lại xe VF9 cũ là xe đảm bảo tình trạng pháp lý và vẫn còn trong tình trạng vận hành tốt. Không có tiền sử tai nạn, hỏng hóc nghiêm trọng hoặc bị cháy, ngập nước. Đặc biệt, nhằm mang đến sự hài lòng tối đa và trải nghiệm đẳng cấp khác biệt cho khách hàng, VinFast sẽ miễn phí sạc pin cho tất cả xe VF9 trong vòng 2 năm tới, từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026. Tại tất cả trạm sạc chính hãng VinFast trên toàn quốc. Tổng đài chăm sóc khách hàng 1923-2389 sẽ có riêng một nhóm chuyên viên chuyên trách trình độ cao phục vụ riêng các chủ sở hữu xe VF9, sẵn sàng tiếp nhận ý kiến phản ánh 24/7 để xử lý nhanh chóng, kịp thời mọi nhu cầu của khách hàng. VF9 là dòng xe cao cấp nhất trong giải sản phẩm của VinFast. VinFast cũng triển khai dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đặc quyền dành riêng cho xe VF9, với cam kết tiếp nhận và ưu tiên phục vụ ngay để rút ngắn thời gian chờ đợi, hoặc sắp xếp lịch phù hợp với thời gian và nhu cầu của các chủ xe. Tất cả xe VF9 khi đến với xưởng dịch vụ chính hãng VinFast trên toàn quốc sẽ được tiếp đón và tư vấn bởi các cố vấn dịch vụ có kinh nghiệm và tay nghề cao, được sửa chữa bởi các kỹ thuật viên xuất sắc nhất và được kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng bởi quản đốc trước khi xe rời xưởng. Trường hợp khách hàng yêu cầu, VinFast sẽ hỗ trợ giao nhận xe miễn phí trong giờ hành chính tại địa điểm chỉ định của khách hàng. Trong phạm vi bán kính tối đa 30 km tính từ xưởng dịch vụ gần nhất. Đại diện VinFast cho biết việc cung cấp bộ chính sách đặc quyền dành riêng cho chủ sở hữu VF9, dòng xe cao cấp nhất trong giải sản phẩm, không chỉ mang tới trải nghiệm đẳng cấp và dịch vụ khách hàng xuất sắc, mà còn khẳng định nhất quán triết lý, đặt khách hàng làm trọng tâm và giá trị cốt lõi, hậu mãi cực tốt. Xứng tầm danh hiệu hãng xe có chất lượng dịch vụ tốt nhất thị trường của VinFast. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.